Ông Giả Tấn Tàu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phổ Thạnh cho biết, các cơ quan chức năng đã dọn sạch khoảng 30 xác tàu cá nằm la liệt ở cảng Sa Huỳnh. Hiện nay cửa biển đã thông thoáng, tàu cá có thể xuất bến, neo đậu. Các xác tàu cá được xử lý bằng cách vớt lên bờ, cưa xẻ gọn gàng và đưa đến nơi xử lý. Hầu hết là do tàu bị chìm ngoài biển được kéo vào, một số tàu bị cháy, một số tàu do ngư dân làm ăn thua lỗ, không có tiền sửa chữa nên bỏ, gây mất mỹ quan. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã yêu cầu cơ quan chức năng sử dụng nguồn kinh phí của địa phương để trục vớt, xử lý dứt điểm các tàu cá này. Ông Trần Phước Hiền nhấn mạnh, công tác xử lý các xác tàu này cần triển khai nhanh chóng để đảm bảo vệ sinh môi trường và luồn lạch ra vào cho tàu thuyền khác, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.